Thưa quý vị và các bạn, khoảng 7 giờ sáng ngày 11 tháng 5, trong lúc giăng lưới đánh bắt tôm hùm bông tại vùng biển Bình An, cách cảng Chân Mây khoảng 1 km, một ngư dân ở thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện một con cá voi kìm đang bơi vào bờ. Con cá được phát hiện trong tình trạng bị thương tích nặng với nhiều vết thủng ở phần thân. Khi bà con ngư dân tìm cách đưa vào bờ cứu chữa thì cá đã chết. Chiều dài của cá đo được là 6 mét, nặng khoảng 0,8 tấn, mỏ nhọn và dài, răng giống bàn chải. Sự việc đã thu hút hàng trăm ngư dân làng chài. Ngay sau khi phát hiện cá voi giặt vào bờ, người dân địa phương đã tổ chức cúng tế và chôn cất theo nghi lễ truyền thống của người dân vùng biển. Trước đây, người dân xã Lộc Vĩnh cũng đã từng phát hiện hai con cá voi kìm chết và giặt vào bờ biển của địa phương này.